30 năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ từ năm 1945 đến 1975. Đất nước ta đã sản sinh ra một đội quân bí ẩn và kỳ lạ ngay giữa lòng địch. Nhớ biệt tài xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn, thoát hiện. Đội quân đó đã đánh những trận táo bạo, liều lĩnh và bất ngờ vào các mục tiêu trọng yếu, biến hậu phương của địch trở thành chiến trường rực lửa, không lúc nào ngơi tiếng súng tấn công. Trải qua thời gian và năm tháng, lực lượng biệt động có lúc tách, lúc nhập dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng tinh thần cảm tử của những lớp người nghĩa khí, gan dạ, dũng cảm phi thường thì không ngừng được kế tục và phát triển, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực tay sai bán nước. Riêng biệt động Sài Gòn Gia Định với tiếng nổ rền vang của bộc phá AK-B40 vang dội đã đi vào lịch sử và trở thành một lối đánh sáng tạo đặc biệt chưa từng có trong một cuộc chiến tranh nhân dân đầy bí ẩn của dân tộc Việt Nam. Với hơn 15.000 hiện vật, hình ảnh cùng hàng ngàn thước phim tư liệu quý giá, Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nơi lưu dấu những di sản, ký ức sống động, chân thực về cuộc chiến tranh mà người Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Một cuộc chiến tranh như báo Le Figaro Pháp đã viết, Việt Nam đã trở thành nơi thử nghiệm cho các phát minh của các kỹ sư quân sự Mỹ. Mục đích là thử nghiệm những phát minh ấy trên những mục tiêu sống. Và trong cuộc thử nghiệm này, 3 triệu người Việt Nam đã chết, cùng 300.000 người khác mất tích trong chiến tranh. Thời điểm 1963-1965, giữa lúc chính trường Sài Gòn rối ren với hàng chục cuộc đảo chánh do Mỹ giật dây, thì trên khắp các mặt trận, quân dân miền Nam liên tiếp đánh bại các chiến dịch hành quân, lấn đất, chiếm dân, lập ấp chiến lược của quân đội Sài Gòn. Có sự yểm trợ của các quân dân Mỹ. Từ chiến thắng ấp Bắc, Ba Gia, Bình Giã, rồi sau là Đồng Xoài. Quân giải phóng đã đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Thời cơ thuận lợi cho phép những người lãnh đạo quân giải phóng tin tưởng vào một thắng lợi cuối cùng đang cận kề. Mùa thu 1964, một kế hoạch mang mật danh Kế hoạch X, giải phóng Sài Gòn Gia Định, giành chánh quyền về tay nhân dân ra đời như một xu thế tất yếu của lịch sử. Trên cơ sở đó, tháng 5 1965, đoàn biệt động quân khu Sài Gòn Gia Định phiên hiệu F-100 cấp lữ đoàn ra đời để phục vụ cho kế hoạch tập kích chiến lược này. Nhiệm vụ của lực lượng này á, là nó có mấy cái nhiệm vụ chính này. Một là anh đánh cho mạnh vào, đánh tiêu diệt nhiều sinh lực mà tập trung vào Mỹ, tất nhiên có nguy nữa. Thứ hai là cái nhiệm vụ thứ hai mới là quan trọng, là chuẩn bị cho cái thời cơ chiến lược. Mà thời cơ chiến lược này á, là nó sẽ diễn ra như hồi Mậu Thân, là một cái sự tập kích vào các cái cơ quan độc lập của mình về Sài Gòn. Nghĩa là một cái cú bắt đầu á, anh tập kích, anh đánh cho nó sụp cái bộ phận chỉ đạo của nó để mà tạo điều kiện cho quân chúng nổi dậy. Thì cái nhiệm vụ thứ hai là cái nhiệm vụ chính của cái lực lượng này. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Mà cái đó là mình làm á, mà cái đó may á, là mình giữ được cái bí mật đến năm 68. Ngày 4 tháng Giêng 1965, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tuyên bố Mỹ phải có mặt ở miền Nam Việt Nam vì an ninh của bản thân nước Mỹ và hòa bình châu Á. Lời tuyên bố này đã dọn đường cho sự kiện những đơn vị lính Mỹ đầu tiên đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng tháng 3 sau đó. Đến cuối năm 1965, lực lượng quân chiến đấu của Mỹ tại miền Nam đã lên đến hơn 180.000 quân và bắt đầu chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Bước leo thang chiến tranh mới của Mỹ
đã khiến kế hoạch X không thể thực hiện được. F-100 tiếp tục thực hiện những trận đánh lớn để hỗ trợ trực tiếp cho phong trào đấu tranh chính trị trong nội đô, đồng thời chuẩn bị về mọi mặt, đánh chiếm và giữ cho được các mục tiêu đầu não của địch, phối hợp cùng các tiểu đoàn mũi nhọn từ ngoài đánh vào khi thời cơ đến. Chỉ huy trưởng của lực lượng F-100 là ông Nguyễn Đức Hùng, Tư Chu, chính ủy Nguyễn Ninh, Bảy Dũng và các chỉ huy phó Nguyễn Văn Hát, Năm Hát, Võ Tâm Thành, Sáu Thành, Trần Minh Sơn, Bãi Sơn. Đoàn được biên chế thành 12 đơn vị chiến đấu và 2 đơn vị bảo đảm, với các bộ phận quan trọng gồm chiến đấu viên và cơ sở tại chỗ nằm trong nội thành. Trong cái lực lượng này thì có mấy cái loại lực lượng như thế này. Một á, các lực lượng mà nói chung là thiền chiến á, anh em mà đánh rồi á, mà có bề mặt ít nhiều á, thì thông thường đưa ra khu gọi là chính sách á, là anh là phong phong ở đâu thì anh phong anh tấp, rồi nhưng mà để trong thì dễ bài bạc, thì đưa anh ra ngoài học tập rồi thì này cái đó. Loại thứ hai là loại cơ sở cách mạng, là loại nằm ở trong thành phố, phải không ạ? Ít cũng ra khu, nhưng mà ra khu để học tập cái gì rồi về thôi. Thì được giao nhiệm vụ như giáo liên này, rồi thì dự kho này, rồi thì trinh sát này, vân vân. Thì cái số nó rất đông, mà số này nó tiếp cận với chiến đấu. Còn số thứ ba là số cảm tình với cách mạng. Cố Tổng Bí thư Lê Dưỡng cho rằng, trong chiến tranh Việt Nam, một trong những đòn cơ bản đánh thắng địch là đánh vào hậu cứ, nhất là hậu cứ đầu não. Nhưng hoạt động trong nội thành là một cuộc đấu trí đấu lực từng giờ, từng phút giữa ta và địch. Ai bí mật cao, tổ chức giỏi, kỷ luật nghiêm, nắm được dân, người đó thắng. Để hướng đến thực hiện nhiệm vụ tập kích 25 mục tiêu trọng yếu trong đô thành Sài Gòn, quân số của F-100 được tập hợp, chọn lọc từ các tổ chức biệt động hiện có của toàn quân khu, tuyển chọn thêm thành phần tinh nhuệ từ quân báo, trinh sát, các tiểu đoàn chiến đấu, lực lượng bảo vệ quân khu. F-100 ra đời cùng một lúc trung quân Mỹ chuyển trạng thái chiến tranh bằng chiến tranh cục bộ ra đời, ra đời. Nhưng mà đó là trên danh nghĩa thôi, chứ cái đoàn quân Nam Tiến mang danh nghĩa là đoàn Phương Đông về hồi tháng 1 năm 1961, về cái đoàn Phương Đông và về số anh em tập kết ở ngoài Bắc, về chọn lọc ra và xây dựng các cái đội, thành lập các cái đội, cái đội 159, đội 67, đội 65, những cái đội đó. Mà những cái đội đó kết lại, đó là những cái lực lượng của F-100. Tới năm 65 nó mới thành lập F-100. F-100 thì rút các cái đơn vị nằm cốt của đơn vị này về. Đơn vị đội 65 về trên đó là rất là nhiều. Anh Bảy Tiền nè, Nguyễn Thanh Tiền nè, ông Đỗ Tâm Thành nè, ông Sáu Già đó ha, hai anh Bảy Tiền rồi ha. Rồi cũng rút về đó, anh Phạm Nhân Hai cũng rút về trên đó, rồi sao làm về đó. Nhiều lắm, đơn vị rút về nhiều lắm, mỗi một đơn vị ba cái đội nè, 65, 67, 159 rút về làm cái khung ở trên đó để làm thành lập. Anh phải huấn luyện bổ sung từ tư tưởng chính trị, tư tưởng đến chính trị kỹ thuật, cho nên cái đơn vị này phải đơn vị rất là có cái, có nhiều cái tài liệu họ gọi là thiên thần, đúng đó. Họ là những người rất giỏi về công tác dân vận, họ những người rất giỏi về cái công tác các cái kỹ thuật về quân sự. Họ không có như vậy họ làm sao họ tồn tại sự quan được. Bên cạnh biệt động chủ lực F-100, quân khu cũng quyết định biên chế lại 5 đội biệt động ở 5 cánh vùng ven thành phố. Đội 65 ở Bình Tân, đội 66 ở Dĩ An, đội 67 ở Gò Môn, đội 69 ở Nhà Bè và một đội biệt động khác ở Thủ Đức. Đồng thời, củng cố và tăng cường các tổ chức biệt động của các ban ngành đoàn thể.
Trong những năm 1965-1967, biệt động Năm Cánh đã đánh hàng trăm trận và gây được tiếng vang lớn như trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh, trung tâm huấn luyện Yết Kiêu, trận đánh Bót Bà Quả, Hàng Keo, Thị Nghè, vân vân. Đánh dồn gian, cái đơn vị nào mà nó càng quét phá tán dữ đó thì mình bắt đầu đó là mấy ông chỉ đạo quánh, cho quánh Công Minh ở đây chỉ đạo quánh. Quánh coi như là cái đám mà nó ra nó cản trở cho vấn đề nghĩa là của mình để hoạt động đó, cho địa phương hoạt động đó, làm nhiệm phục vụ nhiệm chính trị cho địa phương. Nhiệm vụ của này là phá những cái kho hậu cần, phá những đường giao thông, nghĩa là phá những cái phương tiện chiến tranh. Nghĩa là rồi quánh cái đơn vị nào thiện chiến của nó ở trong cái khu vực Chùa Giang giữ cửa ngõ phía đông Sài Gòn. Quân đội Mỹ hùng hậu vốn đã quen với lối đánh chính quy của chiến tranh quy ước nhờ ưu thế súng đạn và các thiết bị khí tài tối tân. Nay ở chiến trường mới, họ bắt đầu thấm đòn đao của chiến tranh dân dân. Bất cứ nơi nào có mặt lính Mỹ, từ địa chỉ cư trú, những tụ điểm sinh hoạt, ăn chơi giải trí, đến vị trí hành quân, tổng hành dinh điều hành chiến sự, đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng biệt động Sài Gòn, Gia Định. Những con người xuất quỷ nhập thần, dường như đâu đâu cũng có, mà chẳng thấy đâu cả, đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, kinh hoàng với lính Mỹ ở đô thành Sài Gòn. Hãng UPI đã viết về tâm trạng người Mỹ ở Sài Gòn những năm tháng này như sau. Những người gan dạ mấy cũng giật mình khi nghe tiếng chó sủa cách xa 100 mét. Họ lẩn tránh khi nghe tiếng nổ và họ thấy lạnh người khi nghe cảnh sát thổi còi. Bởi vì Việt Cộng xuất hiện bất kỳ lúc nào, khắp mọi nơi. Mình nói về gọi là làm cho Mỹ bị thương vong với số lượng lớn nhất là Sài Gòn. Đấy, mình thường đánh dự về các nơi phải là lớn nhất chứ. Hóa ra cái Sài Gòn, cái nội đô Sài Gòn là cái chỗ mà Mỹ chết nhiều nhất. Mà Mỹ chết nhiều nhất đó, là sự thực là quá những trận đánh của cái kiểu đặc công của cái biệt động đội. Sử dụng lối đánh cường tập được khai mở từ trận đánh tòa đại sứ Mỹ trước đó. F-100 tiếp nối những thành công huyền thoại của biệt động Sài Gòn Gia Định bằng trận đánh vào Tổng nha Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa tháng 8 1965 của đội 5 biệt động. Tiếp đến là sức công phá của 450 kg thuốc nổ TNT thổi bay 3 tầng lầu cư xá Metropole. Và trong ngày đầu tháng 4 1966 là chiến công của đội 4 đánh sập 5 tầng lầu khu cư xá hỗn hợp Victoria của Mỹ. Trận tập kích của đội 2 vào căn cứ hậu cần Mỹ tại ngã tư Bái Hiền, vân vân. Cùng nhiều chiến công khác của biệt động Năm Cánh và của các cơ quan đoàn thể. Tờ Le Monde Pháp đã viết: dùng những phương tiện tối thiểu mà thu được tối đa. Đánh bộc phá chẳng những là một cách đánh mà dần dần nó đã trở thành một binh chủng lợi hại. Nó là hoa quả cách mạng mọc trên mảnh đất chiến tranh nhân dân Việt Nam. Nó không phải là một cái đội ngũ đông người, tiểu đội này đại đội kia không có, mà nó là hai người, ba người, bốn người, nhóm người, năm người. Quánh trận cao nhất là cái trận Victoria đánh có 12 người. Mùa lễ Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa năm 1966, để phô trương lực lượng trước khi bước vào chiến dịch phản công mùa khô lần thứ hai, chính quyền Sài Gòn đã tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng ngay trước khu vực Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà. Những người tham dự lễ Quốc khánh đã không thể ngờ rằng chỉ ít phút sau đó, lễ duyệt binh với quy mô lớn chưa từng có này đã trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát dưới những loạt đạn pháo do Việt Cộng nã vào từ hai cánh Thủ Đức và Nhà Bè ở một cự ly quá gần mà họ không thể ngờ tới, dù đã có lớp lớp an ninh mật vụ bảo vệ dày đặc khắp nơi. Để bảo đảm thành công cho trận pháo kích lễ Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, ta chuẩn bị 4 trận địa pháo ở 4 địa điểm khác nhau.
với sự phối hợp giữa lực lượng biệt động F-100 và các đơn vị khác. Hai trận địa chính là trận địa pháo DKZ-75Li của pháo binh đặc công đoàn 10 rừng sát được bố trí ở vùng Bưng 6 xã Thủ Đức. Chỉ huy cánh này là Nguyễn Văn Tăng, cán bộ biệt động F-100. Cùng trận địa pháo DKZ-75Li của tiểu đoàn 6 Bình Tân chốt ở rạch Cây Khô, xã Đa Phước, Nhà Bè do Trần Minh Tâm, cán bộ chỉ huy biệt động F-100 lãnh đạo. Hỗ trợ dự phòng là trận địa cối 82 ly của F-100 do Tám Bền, đội trưởng đội 6 chỉ huy đặt tại Vườn Chuối, quận 3. Và trận địa cối 60 ly F-100 do Ba Phong, đội trưởng lực lượng bảo đảm A-20 chỉ huy đặt tại khu vực kênh Nhiêu Lộc, quận 3. Ngoài ra còn bố trí một số trận địa mềm làm công tác nghi binh. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 11, khi Nguyễn Cao Kỳ bắt đầu đọc diễn văn khai mạc, thì khẩu đội pháo Nhà Bè hai quả gây hỗn loạn lễ đài, gián đoạn buổi lễ. Một giờ sau khi giảng hồi trật tự, lễ duyệt binh được tiếp tục. Đến lượt khẩu đội pháo Thủ Đức tấn công, nhấn chìm lễ quốc khánh trong cảnh hỗn loạn, tan tác thảm hại, và chính quyền Sài Gòn buộc phải giải tán buổi lễ. Tờ Tâm Sáng ở Sài Gòn tường thuật: từ chấp bưu chính phủ đến quan khách chen lấn đạp nhau chạy, các đơn vị diễu binh tán loạn hàng ngũ. Trên hàng quân danh dự của quân lực Hoa Kỳ, đại tá hải quân Richard vật vã trên vũng máu. Hãng AFP đưa tin cuộc pháo kích đã gây ra những hoảng sợ khủng khiếp và chứng tỏ Việt Cộng có thể mang vũ khí nặng vào thủ đô Nam Việt Nam. Một hãng thông tấn khác bình luận: những người cầm đầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ngài đại sứ Mỹ Cabot Lodge, ngài đại tướng Westmoreland đã không dám gặp nhau. Hình như cả hai bên đều xấu hổ, ngượng ngùng bởi những biện pháp an ninh mà họ nói rằng sẽ đặc biệt hữu hiệu đã vô hiệu. Mục tiêu đánh đòn hiểm bất ngờ để hạ uy thế của địch, động viên khí thế của quân và dân ta đã được F-100 và các đơn vị khác hoàn thành một cách giòn giã. Ngày nay, trong vô số những di tích, địa điểm ghi dấu chiến công của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định, quốc tế Tân Sơn Nhất, đây từng là căn cứ không quân chiến lược của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công của đội 2 biệt động F-100 và tiểu đoàn 6 Bình Tân năm 1966, sân bay này có diện tích 1.290 mẫu với sức chứa từ 400 đến 500 máy bay các loại. Trong phạm vi sân bay có nhiều kho bom đạn và xăng dầu, đồng thời cũng là nơi trú đóng của Bộ Tư lệnh Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ, Bộ Tư lệnh Phương diễn chinh Mỹ, nhà tướng Westmoreland, Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn và nhà tướng Nguyễn Cao Kiệt. Chúng tôi phải nằm lại ở trong sân bay đó một ngày một đêm, ban ngày cũng nằm ở trong sân bay, lén nằm ở trong sân bay, chờ cho tới đêm sau đó mới tiếp tục đi tới chỗ là mình định hướng. Chúng tôi thấy sân bay máy bay nó đậu nhiều quá, chúng tôi về mới đề nghị lên quân khu cho xin đưa lực lượng bộ binh vô đánh ở trong đó. Thì chúng tôi vô đánh ở trong đó là đưa 36 đồng chí vô trong đó, có một khẩu cối 60 ly với B-40, B-41 với thủ pháo này kia nọ với AK. Chúng tôi là khi mà vô định vô đánh đó thì là điều nguyên là tất cả các cái bố trí của lực lượng của tụi nó đó khoảng là về mặt thám chìm nổi này kia nọ là có 5.000 quân. Nhưng mà tới chừng cái đêm mà chúng tôi đi hành quân vô trong rào đó thì liên lạc hợp pháp báo là tới 15.000 quân Mỹ á, nó đi Tây Ninh đó, nó về nó vô đó nó ghé ở sân bay Tân Sơn Nhất. 36 chiến sĩ cán bộ
mà đánh tới 20.000 quân là của cái sân bay đó. Thì họ ban chỉ huy thì cả anh nói trong đêm anh bây giờ muốn không muốn trả lời được quá mấy ngàn cũng quá, đó là cái quyết định mà không thay đổi. Cho nên là sao thì anh ấy cũng có nói câu nước trận này không có đồng đen, không có đồng. 3 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 1966, đội 2 biệt động F-100 dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Văn Kiệp, đồng đen, chính trị viên Bành Văn Trân, nắm vững, chia làm 3 mũi, cùng với mũi của một trung đội thuộc tiểu đoàn 6 Bình Tân, đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, còn có một bộ phận tiểu đoàn 6 Bình Tân làm nhiệm vụ chặn diễn binh địch ở khu vực cầu Tham Lương cùng với du kích Tân Sơn Nhị. Đến đường băng số 2, mũi đột nhập của đội trưởng đồng đen bị phát hiện và buộc phải nổ súng chiến đấu trước giờ hiệp đồng. Một tốp lao vào kho bom cài thuốc nổ gắn kiếp hẹn giờ. Số đông còn lại tiến nhanh về khu vực để máy bay và dùng thủ pháo tiêu diệt hàng loạt máy bay. Một trung đội quả lực đặt cối trên đường băng bắn phá vào khu vực sở chỉ huy và nhà phi công ở Tân Sơn Nhất. Quân Mỹ ồ ạt xông tới. Trận kịch chiến ác liệt đã nổ ra giữa hai bên. Trong biển lửa ngùn ngụt và tiếng bom đạn nổ dữ dội, các lực lượng tham gia tấn công của ta buộc phải mở đường máu để rút lui. Trận cường tập bi hùng vào sân bay Tân Sơn Nhất đã kết thúc thắng lợi với 260 máy bay các loại, 200 tấn bom và 13 xe quân sự bị phá hủy. Hàng trăm lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt. Ta hy sinh 41, bị thương 44 chiến sĩ. Trận đánh đã được Bộ Tư lệnh miền tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất, phần thưởng cao quý nhất của quân giải phóng miền Nam lúc bây giờ. Tháng 2 năm 1967, đến lượt sở chỉ huy của tướng Westmoreland bị đưa vào tầm đạn cối của biệt động F-100. Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam, được điều sang Việt Nam từ tháng 8 năm 1964, là tác giả của chiến thuật Tìm và Diệt đẫm máu trên chiến trường miền Nam Việt Nam của quân đội Mỹ. Ngày 29 Tết, Westmoreland mới họp báo ở tại thành phố này, mới nói rằng trung tâm đầu não của Việt Cộng mà trước đây từng uy hiếp thành phố đã bị đánh tan. Nội dung nó nói như vậy, thì anh Tư Châu mới lệnh cho đội chúng tôi, biết chúng tôi là có chuẩn bị trong này sẵn, cũng phải giả vào mồm thằng Westmoreland dùng cho chúng tôi. Hai quả là trúng cái nóc nhà của sở chỉ huy, và một quả nữa thì do nó xê dịch cho nên là nó trúng vào một cái chiếc xe chở lính Mỹ đang trên đường chuẩn bị đi càng, nó chạy trên đường Bắc Tưa thì làm chết và bị thương 29 tên, trong đó 13 tên chết. Còn tại cái nhà đặt pháo á, thì chết một khóa ti cảnh sát quận 3, hai tên thủy quân lục chiến với lại một số cái cảnh sát SO. Giữa lúc Sài Gòn liên hồi náo loạn bởi những trận đánh bất ngờ, táo bạo của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định, thì tại chiến khu Dương Minh Châu, quân dân ta cũng từng bước đánh bại cảnh cạc Johnson City, đỉnh cao chiến lược Tìm và Diệt của Mỹ. Bên trong thì không bảo vệ được các mục tiêu quan trọng ở khu vực đô thành Sài Gòn khỏi sự tấn công liên tục của lực lượng biệt động. Bên ngoài thì không thể bình định được miền Nam, không thể tiêu diệt được chủ lực quân giải phóng như đã định. Quân đội Mỹ đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trước thời cơ chiến lược mới, đồng thời tiến tới chuẩn bị cho đòn tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 theo chỉ đạo của Trung ương, Hội nghị tháng 10 năm 1967 của Trung ương Cục Miền Nam đã quyết định giải thể quân khu Sài Gòn Gia Định và quân khu 7, tổ chức lại chiến trường trọng điểm này thành 6 phân khu. Trong đó, phân khu 6 với tư lệnh Trần Hải Phụng, chính ủy Võ Văn Thạnh, bí thư Trần Bạch Đằng,
Phó Bí thư Nguyễn Thái Sơn đặc trách toàn bộ các lực lượng hoạt động trong nội đô, mà nòng cốt là đoàn biệt động F-100. Và để phù hợp với điều kiện chiến đấu trong tình hình mới, F-100 được giải thể để thành lập 3 cụm biệt động 128, 345, 679, gồm các đội tương ứng và một đơn vị độc lập là đội 90 xe. Là người lính Sài Gòn từ đầu đến cuối, được làm nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn là mừng lắm. Đúng rồi. Mà ông kia, ông giao nhiệm vụ tôi, ông nói là bây giờ cố gắng làm để cho người dân họ xét giấy và người đám với công an cảnh sát. Ông nói muốn là như vậy. Đúng rồi. Mê lắm. Góp phần làm nên những thắng lợi huyền thoại của biệt động F-100, quân khu Sài Gòn Gia Định còn có chiến công thầm lặng của hai đơn vị bảo đảm A-20, A-30. Hồ Chủ tịch đã từng nói, trong bầu trời này không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Ta được lòng dân thì không sợ gì cả. Những thành viên A-20, A-30 là những người dân sống trong vòng kiềm chế của kẻ thù. Khi được giác ngộ, tự nguyện tham gia vào nhiệm vụ phục vụ chiến đấu. Họ chính là những chiến sĩ vô danh, là hậu phương vững chắc ngay trong lòng địch để biệt động F-100 vươn ra đánh lớn.